Hello mọi người, mình đi ngang qua đây nè, mình thấy nhà nó đang bán khoảng 900 cũng gần dưới 1 triệu, under median đó. Thì mình thấy phía trước có hai cái cây, 4 phòng ngủ, 4 bedroom. Có một gara có thể đậu hai xe. Đây ở phía trước đường Ngô Phạc Thiên, Wednesday. Đây phía trước. Đây đường Tu Lì nè. Đây chỗ Việt Nam. Đường này là đi xe, đường ngang là đường Tu Lì, đường này là đường Kinh. Đó, đường Kinh. Nhà đẹp quá ha. Nó có cái fireplace. Rồi để mình đúng không? Mọi người thấy có con mèo phía trước. Phía trước này có gara cái cũng được ha.